Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít lúc 13 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng tạm thời vẫn ổn định so với buổi sáng. Tại Tiền Giang, mít nhất 33.000, mít nhì 23.000, mít ba là 16.000. Kem rất lớn 27.000, kem rất nhỏ 16.000. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, mít nhất 32.000, mít nhì 22.000, mít ba là 15.000. Kem rất lớn 25.000, kem rất nhỏ 14.000. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang, mít nhất 31.000, mít nhì 21.000, mít ba là 14.000. Kem rất lớn 25.000, kem rất nhỏ 14.000. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh, mít nhất 31.000, mít nhì 21.000, mít ba là 14.000. Kem rất lớn 25.000, kem rất nhỏ 14.000. Tại miền Đông và Tây Nguyên, mít nhất 21.000, kem rất lớn 17.000, kem rất nhỏ 7.000, mít chợ là 4.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần mà giá sẽ có sự chênh lệch, có thể thấp xuống từ 1 tới 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.